Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoa anh túc. Các bạn có thể nhìn lên trên màn hình và có thể thấy đây là thành phẩm mình làm xong. Thì ở đây mình làm hoa anh túc màu trắng và màu đỏ. Các bạn có thể làm nhiều hoa bông hoa như thế này và ghép lại thành những cành nhỏ như thế này và cắm vào lọ hoa cũng rất là đẹp nha. Thì ở đây hoa anh túc thì mình làm hoa nở vừa, búp hoa và hoa nở to nha. Các bạn có thể nhìn thấy. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn nha, chi tiết các bạn cụ thể nha. Để làm được hoa anh túc này thì chúng ta cần một số nguyên phụ liệu như sau. Thì đây là nguyên liệu chính để làm lá, để làm hoa anh túc. Thì đầu tiên chúng ta cần giấy nhún màu. Mình sẽ làm giấy nhún màu đỏ để làm hoa anh túc này nha. Tiếp nữa là giấy nhún màu xanh dương đậm, hoặc là các bạn có thể dùng màu đen để thay thế nhá. Mình ở đây không có màu đen nên mình đã dùng màu xanh đậm để làm. Tiếp nữa là các bạn lấy cho mình mảnh giấy nhún màu xanh để làm lá này, màu xanh nhạt để màu xanh để chúng ta làm nhị, và màu xanh để chúng ta làm phần cái búp hoa. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn. Ngoài ra còn một số nguyên liệu chính như là chỉ buộc này, kẽm cành, băng keo sáp. Ở đây với cái hoa anh túc này thì mình sẽ dùng cái kẽm si nha. Vì cành của hoa anh túc nó khá là nhỏ nên là mình sẽ dùng kẽm si để làm. Với kẽm si này chúng ta có thể dùng từ kích thước là từ 30 đến 35cm tùy nha, tùy độ dài mà các bạn mong muốn. Hơn nữa là cái phần nhị hoa này, phần nhị hoa như các bạn để ý là cái hoa màu trắng này thì cái nhị hoa của nó sẽ là màu vàng. Các bạn có thể dùng cái nhị hoa bán sẵn như thế này, nhị hoa để làm hoa mai để các bạn làm, hoặc là các bạn có thể tự làm. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn tự làm bằng cái giấy nhún nha. Bạn nào mà mua được cái nhị hoa thì càng tốt, đỡ mất công làm, tiết kiệm được bao công đoạn và thời gian nha. Thì đó, bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn chi tiết các bạn nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt cái phần cánh hoa, thì chúng ta sẽ dùng kéo để cắt. Ở đây chúng ta sẽ làm có 3 kích thước như thế này. Thì mình sẽ làm kích thước của một hoa nhỏ, một kích thước của hoa nở to nha. Với cái bông hoa anh túc như thế này thì chúng ta làm sẽ làm 4 cánh nha. Ở đây mình làm 6 cánh nhưng mà theo mình quan sát thì thường là sẽ là 4 cánh. 6 cánh cũng được, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn làm 4 cánh thôi nha. Thì trước tiên là chúng ta sẽ làm cái phần hoa chưa nở này, cái bông hoa nhỏ này nhá. Thì chúng ta sẽ cắt cánh như sau. Các bạn gập đôi lại. Chúng ta sẽ cắt lượn. Các bạn đừng vứt cái phần giấy thừa này đi nha. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ làm theo như mình giãn phần bụng và giãn phần đầu cánh ra nha. Đó, thì chúng ta đã được một cái cánh hoa nhỏ như thế này. Thì với cái bông hoa nhỏ này thì chúng ta sẽ cắt khoảng 3-4 cánh nha. Với cái bông hoa nở to như thế này thì chúng ta sẽ cắt phần cánh sau. Chúng ta cũng cắt tạo hình cánh hoa tương tự như với cái phần nhỏ, nhưng mà chúng ta sẽ cắt kích thước của nó thì sẽ to hơn nha. Bây giờ chúng ta cũng làm tương tự với cái cánh hoa kia. Đó. Mình cắt hơi bị to. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt đến cái phần cánh hoa to nha.
như thế này. Thì chúng ta sẽ được hai cái phần cánh, chúng ta cũng cắt hai cái cánh hoa to nhá. Bạn thấy chưa? Rồi, với cái phần tiếp theo chúng ta sẽ làm đến phần nhị. Thì chúng ta sẽ cắt cái phần, các bạn cắt cho mình cái mảnh giấy nhún. Ôi, có gió rồi. Kích thước là 4,5 nhân với 3 cm nha. Rồi các bạn kéo giãn tờ giấy này ra như thế này. Rồi các bạn dùng giấy thừa vất đi hoặc là giấy bản hoặc là cái bông gòn đều được nhá. Các bạn vo tròn lại. Các bạn đặt ở giữa này. Các bạn túm lại như thế này. Rồi các bạn dùng cái đoạn kẽm xi như thế này nhá. Các bạn uốn cong một đầu như thế này. Các bạn đặt vào trong cái phần như thế này. Đó, chúng ta đã được cái phần úp lên trong cùng. Dùng chỉ để cố định lại. Các bạn để ý là cái bông hoa anh túc ấy, thì nó trên phần đầu của nó sẽ có cái hình chéo, các hình chéo thì mình sẽ dùng cái bút dạ này các bạn vẽ những cái hình đường chéo như thế này nhá. Các bạn kẻ đậm một chút thì nhìn nó sẽ rõ hơn nhá. Chúng ta sẽ được các hình đường chéo như thế này. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ làm đến cái phần nhị hoa nha. Các bạn cần cho mình với cái mảnh giấy kích thước là 12 nhân với 4 cm như thế này nha. Các bạn kéo giãn ra cho mình. Rồi các bạn cắt tua rua. Bạn nào mà tìm mua được cái nhị có sẵn thì nó sẽ đỡ mất công hơn nhá. Sau đó các bạn dùng tay xoắn nhẹ cái phần chúng ta vừa cắt tua rua đó. Chúng ta sẽ được cái phần nhị hoa anh túc tự chế. Rồi các bạn cũng cắt tương tự với cái mảnh giấy màu xanh tương còn lại nhá. Đó, cắt xong hai cái mảnh giấy nhún, chúng ta sẽ được hai cái mảnh như thế này nhá. Thì với mảnh đầu tiên thì chúng ta sẽ cuốn vào cái phần đài mà chúng ta phần nhị mà chúng ta vừa mới làm xong. Các bạn dùng keo sữa cũng được nhá. Ở đây mình dùng chỉ buộc thì cố định.
sau khi cuốn xong cái phần nhị tua rua này vào cái phần nhị nhỏ tròn như thế này, thì chúng ta sẽ vào cái công đoạn tiếp theo nha. Để đây là mình dùng chúng ta sẽ làm cái bông hoa. À thôi, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bông hoa to trước nha. Thì các bạn sẽ dùng với cái giấy nhún mà mình vừa cắt màu đỏ đấy, kích thước là 5 x 7 cm nha. Các bạn sẽ ghép vào trước. Mình dùng chỉ buộc để cố định nhá. Hoặc là các bạn nào có thể dùng keo nến để gắn cũng được. Còn keo sữa thì mình không khuyến khích vì gắn nó sẽ mất thời gian và nó hơi lâu ấy. Hai cái cánh này mình cắt nó không đều nhau cho nên là nhìn nó hơi đều đều. Hai cánh đầu tiên các bạn ghép như thế này nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ gắn đến hai cái cánh lớn. Các bạn biết tại sao là mình cắt với kích thước là 7 to hơn so với cánh nhỏ không? Bởi vì là cái cánh to thì nó sẽ bao trùm được cả cái bông hoa nha. Các bạn để ý hoa thật thì cũng sẽ thấy thôi. Đây, giữa hai cái lớp cánh này thì chúng ta sẽ đặt cái cánh to ra bên ngoài nhá. Sẽ bao trùm tương tự cánh còn lại. Rồi sau đó các bạn dùng băng keo sáp để cuộn lại nhá. Dùng tay chỉnh bông hoa cho nó to ra, nở to ra là được. Đó là chúng ta đã được bông hoa đầu tiên, bông hoa anh túc nở to. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm đến cái phần bông hoa chưa nở nhá. Các bạn dùng kẽm si này, các bạn cũng bẻ cong cái phần đầu xuống rồi các bạn cuốn vào cái phần ở cái bông hoa nở vừa này. Thì chúng ta không cần làm cái phần nhị tròn nhá, mình không hướng dẫn các bạn vì cũng không cần thiết. Rồi các bạn sẽ ghép cánh vào. Với cái bông hoa nở vừa chưa nở này thì chúng ta chỉ cần làm một kích thước của cánh hoa thôi nhá, không cần làm kích thước to to hơn vì nó cuốn nó vào bên trong rồi ấy, thì nó cũng không nhìn thấy gì cả, nó cũng không cần cái mình nói linh tinh rồi đấy. Đại loại là các bạn chỉ cần cắt một cái lớp, một cái kích thước cánh thôi, bông hoa nở thì cũng không quan trọng bằng cái bông hoa to đó. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ được cái bông hoa anh túc chưa nở như thế này. Chúng ta cũng đâu có nhìn cái phần bên trong đâu rồi. Rồi chúng ta lại dùng băng keo sáp để cuộn lại nha.
Chúng ta sẽ đã làm xong hai cái bông hoa, một là bông hoa anh túc chưa nở và một là bông hoa anh túc đã nở rồi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm đến phần bút nha. Với cái giấy bột mà chúng ta vừa mới làm xong các cánh hoa, chúng ta không vứt đi nha, chúng ta sẽ cuộn lại để chúng ta làm cái phần bút hoa. Các bạn dùng như thế này, rồi vừa các bạn dùng một đoạn kẽm xi. Các bạn sẽ cuộn tròn lại như thế này. Như thế này nha. Rồi các bạn dùng cái mảnh giấy nhỏ kích thước là 3 x 2,5 cm nha. Các bạn kéo giãn ra. Các bạn gấp lại, cắt tạo hình như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái phần miếng keo sữa nha. Các bạn quệt keo sữa và dàn đều cái phần giấy mình vừa cắt. Rồi cuộn lại. Mình cắt hơi bị ngắn rồi. Phần bút như thế này rồi chúng ta sẽ dùng băng keo sáp để cuốn lại phần bút nha. Rồi sau khi cuộn lại thì các bạn bẻ cong cái phần này xuống nha. Thì nó đã được một cái phần búp của hoa anh túc như thế này. Đây là ba trạng thái của cái bông hoa anh túc mình vừa hướng dẫn các bạn làm xong. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đến phần làm lá nhé. Thì lá của hoa anh túc các bạn chuẩn bị cho mình một mảnh giấy nhún với kích thước là 12 x 6 cm như thế này, và một đoạn kẽm xi nha. Thì các bạn sẽ cắt như thế này, các bạn cắt chéo cái tờ giấy nhún màu xanh này ra rồi sau đó các bạn lật ngược lại. Các bạn sẽ thấy được hai cái đường vân nó chéo lên như thế này là được nha. Các bạn cứ sắp xếp làm sao như thế là được. Các bạn gập lại và các bạn cắt tạo hình lá hoa như sau. Lá hoa anh túc nó cũng hơi giống lá hoa cúc thì phải. Ở đây mình mà làm cái lá nó bị nhỏ nha. Các bạn làm kích thước lá to hơn thì các bạn sẽ làm to hơn nha. Cắt cái kích thước nó to hơn. Rồi các bạn dùng keo sữa nha.
cái kẽm si này vào, trồng lên như thế này. Đợi một lúc cho keo nó dính vào nha. Rồi các bạn dùng tay kéo giãn cái phần đầu của phần lá cho nó cong tự nhiên. Phần dưới này thì chúng ta sẽ dùng băng keo sáp để cuộn lại. Với cách làm tương tự thì các bạn có thể làm được những cái lá khác và to hơn nha. Đây mình làm lá nó hơi nhỏ so với kích thước của bông hoa này. Thì đó, sau khi mà làm xong thì chúng ta sẽ ghép lại như thế này nha. Mình làm ít lá, các bạn thì nên làm nhiều lá nha. Sau đó các bạn ghép lại thành bông hoa như thế này. Rồi các bạn uốn cong cái lá tùy thích nha, vì nó có phần kẽm ở giữa rồi. Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm cái phần một cành bông hoa anh túc với các trạng thái là hoa búp hoa, hoa chưa nở và hoa đã nở to nha. Thì đây là những cành hoa anh túc mình đã làm, vừa làm xong, và cành mình làm mẫu. Thì chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa anh túc này nha. Các bạn có thể làm nhiều hoa và cắm vào bình trông khá là đẹp nhá. Hoặc bạn nào mà thích bó thì cũng có thể bó thành bó cũng rất là xinh. Thì các bạn mà cũng như các câu quen thuộc của các clip trước, thì mình muốn nói là các bạn mà muốn yêu cầu mình làm hoa thì các bạn có thể inbox trực tiếp mình hoặc là để lại bình luận ở bên dưới cái clip này nha. Thì mình sẽ thu xếp thời gian để làm. Các bạn gợi ý thì nhiều người yêu cầu thì mình sẽ cố gắng để làm nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa anh túc này nha.